Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ bảy, ngày 8 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Sau đây là những tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Hướng đầu tư trang trại lõi để phát triển vùng liên kết sản xuất và chăn nuôi đại gia súc. Gần 18.000 thí sinh của tỉnh Thái Bình tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông an toàn và đúng quy chế. Công an huyện Tiền Hải bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tỉnh Thái Bình có buổi làm việc với công ty cổ phần T&T 159, nghe báo cáo đề xuất phương án phát triển vùng chăn nuôi và sản xuất phân bón tại tỉnh Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, dự buổi làm việc. Công ty cổ phần T&T 159 là đơn vị tiên phong và có kinh nghiệm trong việc áp dụng khoa học công nghệ và ngành chăn nuôi đại gia súc tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Công ty đề xuất dự án đầu tư trang trại lõi và thực hiện phát triển vùng liên kết sản xuất bò giống cao sản và bò nuôi lấy thịt tại tỉnh Thái Bình. Trang trại lõi có nhiệm vụ đầu tư toàn bộ trang thiết bị, hình thành trung tâm ứng dụng kỹ thuật, khoa học công nghệ đưa đến người dân vùng dự án, là trung tâm xử lý giải quyết tình huống trong chăn nuôi như dịch bệnh, thiên tai, môi trường, chịu trách nhiệm tiêu thụ hàng hóa trong chăn nuôi. Trang trại lõi sẽ có giải pháp sử dụng phế phụ phẩm trong nông nghiệp, vừa làm thức ăn chăn nuôi, vừa sản xuất đệm lót sinh học, cấp phát đến các hộ chăn nuôi, tổ hợp tác và thu gom theo định kỳ để xử lý môi trường chăn nuôi và sản xuất phân bón hữu cơ. Dự kiến sẽ có khoảng 28.000 hộ dân tham gia vào chuỗi sản xuất của dự án. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy hoan nghênh công ty cổ phần T&T 159 đã đề xuất phương án phát triển vùng chăn nuôi và sản xuất phân bón tại tỉnh Thái Bình. Đồng chí khẳng định, đây là thời điểm tỉnh Thái Bình phải đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và giải quyết sinh kế mới cho người dân. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị công ty cổ phần T&T 159 nghiên cứu hình thành một vài doanh nghiệp lõi tại Thái Bình để phát triển đàn bò giống cung cấp cho các nông hộ, tổ hợp tác, hình thành trung tâm sản xuất giống có thương hiệu, chất lượng cao ở trong nước và khu vực. Ở giai đoạn đầu, T&T 159 sẽ thu gom và xử lý phụ phẩm trong nông nghiệp, đồng thời cung cấp trở lại cho các nông hộ đệm lót sinh học để giải quyết bài toán môi trường trong chăn nuôi. Và Thái Bình cũng khuyến cáo dù có chăn nuôi theo quy mô hộ, dù có chăn nuôi bán chăn thả thì dứt khoát cũng phải đứng trên đệm sinh học. Chỉ những hộ nào sử dụng đệm sinh học thì những hộ ấy mới được hưởng cái cơ chế chính sách của tỉnh. Như vậy là TNT sẽ là người cung cấp ở giai đoạn đầu là cái đàn bò nền để cung cấp giống cho dân. TNT sẽ kết hợp với lại thú y của địa phương để mà phổ biến kỹ thuật chăn nuôi, tiêm phòng cho cái đàn bò ở giai đoạn đầu. Từ đầu và cho đến cuối thì TNT có những cái cam kết với địa phương thông qua chính quyền hoặc thông qua mô hình các cái hợp tác xã hay là các tổ đội sản xuất cùng với các cái doanh nghiệp khác có nhu cầu sẽ thu mua cái con bò thương phẩm theo giá thỏa thuận, theo giá thị trường. Cùng với đó, T&T 159 sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình nghiên cứu xây dựng quy hoạch phát triển vùng sản xuất thức ăn cho bò, ví dụ như trồng chuối, cỏ voi hay ngô sinh khối. Để làm được những điều trên, nhất định phải hình thành doanh nghiệp lõi, từ đó sẽ dần hình thành các tổ đội, hợp tác xã, liên kết theo chuỗi sản xuất khép kín. Thế còn về cơ chế chính sách thì phải khẳng định ngay rằng cơ chế chính sách thì đối với doanh nghiệp chỉ là sự tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp đến và thực hiện theo luật đầu tư, thực hiện theo cơ chế chính sách hiện hành của nhà nước. Cái cơ chế chính sách chúng tôi chủ yếu là hỗ trợ cho hộ gia đình, hộ chăn nuôi với những điều kiện rất cụ thể. Thời gian tới, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình sẽ thảo luận ban hành nghị quyết để phát triển đàn bò thương phẩm. Phấn đấu đến năm 2025, Thái Bình sẽ đạt quy mô tổng đàn bò trên 180.000 con. Chủ trương phát triển đàn bò theo hướng quy mô nông hộ là chủ yếu, hình thức chăn nuôi chuồng trại và bán chăn thả, có liên kết với hợp tác xã và doanh nghiệp, từ con giống, nguyên liệu, thức ăn, khoa học kỹ thuật và thị trường đầu ra. Trước mắt, sẽ tạo điều kiện để công ty T&T 159 hình thành hai doanh nghiệp lõi tại Thái Bình.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình đã đề cập đến sự cần thiết của chủ trương chuyển đổi sinh kế cho người chăn nuôi và hướng đi đó là chăn nuôi đại gia súc theo mô hình chuỗi liên kết. Trong chương trình hôm nay, biên tập viên Thu Hà sẽ tiếp tục phân tích rõ những định hướng của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình xung quanh chủ trương này. Xin mời chị Thu Hà. Vâng, thưa quý vị, trước mỗi chủ trương mới liên quan đến cuộc sống dân sinh thì đều nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Chủ trương chuyển đổi sinh kế mới cho người chăn nuôi của tỉnh Thái Bình cũng vậy. Sau đây là mong muốn và ý kiến của chính những nông hộ trên địa bàn tỉnh. Với những người chăn nuôi như ông Lê Văn Luận, xã Tân Hòa, Hưng Hà, đã có 4 năm kinh nghiệm chăn nuôi bò thịt và bò sinh sản. Phân bò, ông chuyển lên Hòa Bình để đổi lấy mía, xây làm thức ăn cho bò. Cùng với 3 hectare trồng cỏ, đủ để cung cấp thức ăn cho trên 200 con bò. Riêng cái con bò đỏ của Việt Nam, tức là bò xin và bò Hetman, chúng tôi nuôi nó cũng được khoảng 30 cân trên tháng. Thì vị chi nó hết chừng khoảng 35.000 trên một con, giá bán là 85.000 trên một cân, là được khoảng 50.000 một con trên một ngày. 10 năm nuôi gà trắng đạt chứng nhận Việt Gáp và chăn nuôi lợn, ông Phạm Xuân Tuyến hiểu rõ những rủi ro dịch bệnh của hai loại con giống này. Trước chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Tuyến mong muốn được chuyển đổi sang chăn nuôi bò. Khi muốn chuyển sang thì có một số những cái vấn đề như này tôi rất là vẫn phải suy nghĩ. Đó là một là cái con giống, vấn đề thứ hai là về cái môi trường, cái chất thải. Thì muốn làm sao là các cấp trên nhưng mà có những cái mô hình chế xuất cái phân bò nó trở thành một cái sản phẩm bán được ấy thì nó cũng rất là tốt. Phản hồi trên fanpage và các trang mạng của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình đều bày tỏ băn khoăn về vấn đề môi trường trong chăn nuôi. Quan điểm chỉ đạo của tỉnh Thái Bình là áp dụng khoa học kỹ thuật sẽ khác biệt với cách làm tại trang trại Việt Hùng của tập đoàn Hòa Phát tại xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà. Trong đó môi trường phải được đặt lên hàng đầu và kỹ thuật sử dụng đệm lót sinh học là phương pháp đang được áp dụng hiệu quả nhất hiện nay. Trại bò của công ty cổ phần giống và thức ăn chăn nuôi T&T159 tỉnh Hòa Bình. Với quy mô trên 5.000 con, nhưng hầu như không bị phát tán mùi từ chất thải. Ở đây sử dụng phương pháp đệm lót sinh học, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, kết hợp với chế phẩm vi sinh sẽ hấp thu toàn bộ phân và nước tiểu do bò bài tiết ra để sản xuất thành phân bón hữu cơ vi sinh, không chỉ mang lại nguồn lực kinh tế lớn mà còn xử lý triệt để vấn đề môi trường. Đệm lót sinh học nó giải quyết được rất nhiều vấn đề, phòng chống dịch bệnh, bởi vì trong các cái đệm lót nó có các cái chủng vi sinh vật khác nhau và nó giữ ấm được cho con bò vào mùa đông, mát cho con bò vào mùa hè. Cuối cùng ấy, nó đã tổng hợp cho các cái trang trại một cái nguồn phân bón hữu cơ hết sức quý giá. Như vậy nếu các nông hộ sử dụng kỹ thuật chăn nuôi này thì vấn đề được quan tâm nhất, bức xúc nhất đó là vấn đề môi trường chăn nuôi thì cũng sẽ được giải quyết. Và khi phát triển chăn nuôi đại gia súc theo mô hình chuỗi liên kết, vấn đề được quan tâm tiếp theo chính là việc quy hoạch vùng chăn nuôi và cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp. Theo tính toán, toàn tỉnh có gần 160.000 hectare đất trồng lúa một năm, năng suất trung bình 13 tấn một hectare. Như vậy, một năm có thể thu được gần 2 triệu tấn rơm để làm thức ăn cho bò và sản xuất phân hữu cơ. Ngoài ra, với lợi thế ba mặt giáp sông, một mặt biển, diện tích đất chủ yếu là đất bồi, phù hợp để trồng cây nguyên liệu cho bò như ngô sinh khối và các loại cỏ. Chúng tôi có một cái vùng nguyên liệu rất là dồi dào. Thứ nhất là có 14 xã ở vùng Duyên Giang. Thứ hai nữa là chúng tôi có 1.750 ha đất ở vùng bãi mà cây ngô là rất là thích hợp. Thì theo cái kỹ thuật chăn nuôi nhốt, không phải chăn nuôi chăn thả. Thế nên là ở vùng nào ta cũng có thể chăn nuôi được. Quan trọng là có cái diện tích mà trồng cỏ đáp ứng được thức ăn thô xanh cho trâu bò. Mỗi một con trâu bò theo cái mô hình này thì yêu cầu có ít nhất là một sào bóc bộ để trồng cỏ. Đối với lại tỉnh Thái Bình, một số cái vùng có lợi thế như là Hưng Hà, Quỳnh Phụ hay Vũ Thư là những địa phương mà có ven sông, có diện tích đất bãi. Với chủ trương phát triển chăn nuôi đại gia súc theo mô hình chuỗi liên kết, trong 5 năm tới, Thái Bình sẽ phát triển tổng đàn trâu, bò tăng gấp 3 đến 4 lần hiện nay. Tuy nhiên, việc phát triển đàn trâu, bò sẽ không thực hiện một cách ồ ạt theo phong trào mà tỉnh sẽ ban hành cơ chế chính sách để thu hút các doanh nghiệp hạt nhân, đầu tư phát triển các dự án chăn nuôi trâu bò tập trung quy mô lớn, cung cấp dịch vụ chăn nuôi và bao tiêu sản phẩm theo mô hình chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp với nông hộ.
tỉnh Thái Bình cũng sẽ hình thành và phát triển mô hình hợp tác xã chuyên sản xuất và cung cấp nguồn nguyên liệu làm thức ăn cho bò. Chúng tôi tin tưởng với một cái quyết tâm của tỉnh Thái Bình, sự vào cuộc của bộ thì chúng ta sẽ xây dựng được những cái mô hình, từ những cái mô hình này để thúc đẩy cái tiềm năng phát triển chăn nuôi cái đối tượng đại gia súc. Vâng, thưa quý vị, việc phát triển chăn nuôi đại gia súc trở thành trụ cột chăn nuôi sẽ được tỉnh Thái Bình thực hiện từng bước chặt chẽ, tránh mọi rủi ro, không để sản xuất mà không có liên kết. Đến đây phần trình bày của tôi cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chuyển sang tin tức khác, đoàn kiểm tra của tỉnh ủy Thái Bình kiểm tra công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở huyện Quỳnh Phụ. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ trong 2 năm qua, dân chủ được mở rộng, phương thức lãnh đạo, năng lực quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể được nâng lên, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân đã tạo ra động lực quan trọng thúc đẩy phát triển toàn diện. Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện Quỳnh Phụ. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, huyện Quỳnh Phụ và các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải gắn liền với nhiệm vụ chính trị ở địa phương và nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên, tạo điều kiện để dân biết, dân bàn, dân làm chủ trong các hoạt động của địa phương. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020, thí sinh tỉnh Thái Bình dự thi 3 môn là ngữ văn, toán học và địa lý. Đề thi năm nay được đánh giá phù hợp với năng lực của học sinh, sát với chương trình sách giáo khoa, nhưng vẫn phân hóa được trình độ học sinh. Trong ngày hôm nay, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra công tác thi tại các địa điểm thi. Trong buổi sáng, các thí sinh dự thi môn ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút và môn địa lý với thời gian làm bài 60 phút. Theo đánh giá chung của nhiều thí sinh, cách ra đề thi môn ngữ văn năm nay vừa sức với thí sinh. Theo em đánh giá thì đề văn năm nay là một đề văn hay, tại vì theo em thì phần đọc hiểu của bài này nó hướng học sinh tới tình yêu quê hương và bài luận xã hội cũng rất là phù hợp với lứa tuổi của bọn em, là sự sáng tạo. Em nghĩ là đề này là một đề vừa sức, và có thể là các bạn sẽ, nhiều bạn cũng như em, làm được đề này. Buổi chiều thi môn toán, các thí sinh cho rằng với đề thi này chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản là có thể đạt điểm trung bình trở lên. Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, chất lượng và đạt hiệu quả cao, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các sở ban ngành liên quan cùng các địa phương chuẩn bị chu đáo mọi công tác về con người, cơ sở vật chất, đảm bảo y tế, thông tin liên lạc cho các hội đồng thi, cán bộ làm thi và các thí sinh dự thi. Cái quy định về công tác coi thi thì Sở Giáo dục Đào tạo đã áp dụng theo đúng cái quy định về công tác coi thi, có một số các cái điều chỉnh trong cái công tác coi thi, nhất là cái việc mà thu bài thi, niêm phong thì theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo thống kê, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, Thái Bình có gần 18.000 thí sinh dự thi, trong đó chỉ tiêu vào các trường công lập là 15.300, chiếm 85,5% số thí sinh dự thi. Thưa quý vị và các bạn, từ việc mạnh dạn sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh trong canh tác đã giúp không ít nông dân tỉnh Thái Bình tạo ra thay đổi lớn, tăng năng suất cây trồng mà chi phí sản xuất lại giảm rõ rệt, giá trị nông sản tăng cao. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại huyện Quỳnh Phụ và Thái Thụy. Diện tích lúa của gia đình ông Nguyễn Bá Tiến, xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ sắp cho thu hoạch, vẫn giống lúa thiên yêu. Vụ xuân năm ngoái, ông chỉ thu được 2 tạ 3 một sào, thì năm nay năng suất dự tính vào khoảng 2 tạ 7, 2 tạ 8. Đây là kết quả từ việc ông Tiến đã mạnh dạn sử dụng một loại phân bón hữu cơ vi sinh mới Sumagrow. Loại phân bón được dùng phổ biến ở Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, phân bón này cũng đã được khảo nghiệm thành công ở nhiều tỉnh thành. Một sào đấy, nếu mà dùng cái phân truyền thống đấy là phải 5-6 loại phân, thì nó phải tốn kém chi phí tới 280.000 một sào, mà có thể còn hơn nữa. Thế nhưng mà nếu mà dùng cái này thì giảm chi phí mà nhàn. Phân bón hữu cơ vi sinh Sumagrow cũng đã được nông dân xã Thái Học, huyện Thái Thụy, xã Minh Tân, huyện Kiến Sương sử dụng trong những vụ lúa trước và cho năng suất, giá trị kinh tế cao. Trước khi cấy cây lúa xuống mà chúng tôi sử dụng cái phân bón Sumagrow này, thì phải nói là cái cây lúa nó sáng sủa, mà nó cứng cây,
mà xanh lá, cái bộ lá của nó đẹp. Cây lúa sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh Sumagrow đẻ nhánh khỏe tập trung, tăng tỷ lệ đẻ nhánh hữu hiệu nên năng suất cao hơn từ 20% trở lên, sâu bệnh cũng ít hơn. Việc phun phòng trừ sâu bệnh ít đi đồng nghĩa với việc giảm công sức tiền của. Quan trọng hơn là còn tạo ra nông sản chất lượng an toàn, có giá trị kinh tế cao. Những điều này không có được khi nông dân sử dụng các loại phân bón khác. Như chúng tôi bón phân vẫn chuyên dùng đấy, là phải tốn thuốc trừ sâu này. Còn như đến đây được đi tham quan thế này thì thực tế nhìn thế này thì nó nhàn. Người nông dân nó nhàn, đỡ phải phun thuốc sâu. Mà ra nhìn ruộng lúa, ra nhìn ruộng này tôi cũng ưng. Phân vi sinh hữu cơ cao cấp mà công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Việt Nam của chúng tôi đã nhập về là những chủng vi sinh hữu ích và mục đích là cải tạo đất, cải tạo môi trường, tăng năng suất cây trồng, đem lại cho bà con năng suất cao, chất lượng tốt và tiến đến đất xuất khẩu cũng như tiêu dùng trong nước là đạt được hiệu quả cao. Phân bón hữu cơ vi sinh Sumagrow mang đến mùa vàng bội thu cho người nông dân, tăng năng suất cây trồng, giảm chi phí sản xuất, giá trị nông sản tăng cao, đồng thời mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Thái Bình. Thưa quý vị và các bạn, bệnh viêm não có thể xảy ra quanh năm, nhưng mùa dịch thường bắt đầu vào các tháng hè, đỉnh điểm từ tháng 5 tới tháng 7. Mặc dù hàng năm số trẻ mắc viêm não không cao, nhưng đây là căn bệnh nhiễm khuẩn cấp tính nguy hiểm. Bệnh viêm não nếu không được chẩn đoán điều trị kịp thời, trẻ rất dễ bị tử vong hoặc cứu sống được cũng bị các biến chứng nặng nề về thần kinh. Từ tháng 4 đến nay, Thái Bình ghi nhận 9 trường hợp mắc viêm não, trong khi 3 tháng đầu năm chỉ có 2 ca. Theo các bác sĩ, căn nguyên chính dẫn đến bệnh viêm não ở trẻ nhỏ là do virus và cũng có nhiều trường hợp không phát hiện được nguyên nhân. Bệnh có thể lây nhiễm khi trẻ bị muỗi đốt hoặc lây qua đường tiêu hóa, đường hô hấp. Đáng lưu ý, hầu hết trường hợp trẻ bị viêm não đều chưa được tiêm phòng. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng người dân đốt rơm rạ trên đường giao thông và trên đồng ruộng sau khi thu hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã có chỉ đạo các huyện, thành phố và các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai các biện pháp để bảo đảm trên địa bàn không xảy ra tình trạng đốt rơm rạ ở đồng ruộng, không phơi thóc rơm rạ, tuốt lúa, đốt rơm rạ trên đường giao thông, xử lý kịp thời và kiên quyết các vụ việc vi phạm, chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nếu để xảy ra vi phạm. Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê bình đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã để xảy ra các vi phạm đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng, phơi thóc rơm rạ, tuốt lúa, đốt rơm rạ trên đường giao thông thuộc địa bàn quản lý. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, báo Thái Bình tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền trên hệ thống phát thanh truyền thanh, đặc biệt biểu dương các tập thể cá nhân gương mẫu tích cực phê phán những hộ gia đình người vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật. Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động và triển khai các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật sử dụng rơm rạ trong sản xuất nấm, phân hữu cơ, phân vi sinh phục vụ sản xuất và đời sống. Các sở ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Vẫn biết là vi phạm, nhưng cứ vào thời điểm thu hoạch lúa là câu chuyện đốt rơm, phơi thóc ngoài đường lại trở thành vấn nạn khó kiểm soát, báo động đến tình trạng ô nhiễm bầu không khí và làm mất an toàn giao thông, mà một trong những nguyên nhân chính là do ý thức của người dân chưa thay đổi. Cháy xe do rơm rạ cuốn vào. Xuất hiện vật cản lớn bất ngờ trên đường. Khói bụi bủa vây. An toàn của người tham gia giao thông đang bị đe dọa nghiêm trọng. Đấy, người nào đi ở đây mà trường hợp mà đốt rơm rạ cái này ảnh hưởng trực tiếp này. Một là ảnh hưởng khó thở ra, phổi cũng đều ảnh hưởng ấy. Mắt mũi đều ảnh hưởng, phơi thóc thì đúng là nó có ảnh hưởng ấy. Bây giờ có những lúc mình đang đi này, bất tình hình những cái xe đằng sau, bây giờ mình láng ra ngoài rồi đi vào thóc cũng được,
tránh nó chẳng may xe đi nó vượt kia nó mới. Thời gian qua, các cơ quan ban ngành đã có nhiều biện pháp tuyên truyền giải quyết vấn đề. Song sau mỗi mùa thu hoạch, nông dân vẫn ngang nhiên phơi thóc lúa ra ngoài đường và đốt rơm rạ. Ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông là điều mà ai cũng nhìn thấy. Nhưng những người nông dân này vẫn không chịu thay đổi. Biết là phơi thóc trên đường là vi phạm giao thông, vi phạm an toàn giao thông, có thể sẽ xảy ra tai nạn chết người. Nhưng mà vì điều kiện nông thôn là đất chật, người đông, chỗ phơi ở trong sân là không có. Hay là mỗi một nhà hơn một tấn thóc thì không có, thì bắt buộc bà con biết là sai nhưng vẫn cứ phải ra đây phơi. Nội dung về cái việc đốt này biết là nó ảnh hưởng môi trường. Đấy. Thế nhưng mà cũng chả còn con đường nào khác cả. Đấy, phải tận dụng trong cái thời gian điểm mà nó đốt được là đốt thôi. Phơi thóc lúa trên đường và đốt rơm rạ sau mỗi mùa thu hoạch diễn ra từ nhiều năm nay và giờ nó đã trở thành vấn nạn. Chỉ vì tiện lợi trước mắt mà một bộ phận nông dân bất chấp môi trường ô nhiễm, thậm chí là đánh đổi cả tính mạng của con người mỗi khi tham gia giao thông. Đội Cảnh sát điều tra kinh tế ma túy Công an huyện Tiền Hải bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hồi 11 giờ 25 phút ngày 6 tháng 6 năm 2019, trên đoạn D số 6 thuộc địa phận thôn Minh Châu, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, Đội Cảnh sát điều tra kinh tế ma túy Công an huyện Tiền Hải phối hợp với cán bộ đồn biên phòng Cửa Lân bắt quả tang Nguyễn Trọng Đại, sinh năm 1970, trú tại khu 4 thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét trên người và nơi ở của Nguyễn Trọng Đại, lực lượng công an phát hiện thu giữ 19 gói heroin và 61 triệu 400 nghìn đồng cùng một số tang vật khác liên quan. Tại cơ quan điều tra, Đại khai nhận đã mua số ma túy trên rồi về chia nhỏ bán cho các đối tượng nghiện để kiếm lời. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật. Tòa án Nhân dân huyện Thái Thụy vừa xét xử sơ thẩm 3 vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đô 1 năm 3 tháng tù giam vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo Trần Bá Trung, chú quán thôn Hổ Đội 3, xã Thụy Lương, bị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện truy tố về tội trộm cắp tài sản. Với tang vật gồm 2 chiếc TV, 1 điện thoại di động, 1 bao đậu xanh, Trung lĩnh mức án 10 tháng tù giam. Còn đối với Trần Văn Đình, trú tại thôn Viên Ngoại, xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, trong quá trình tham gia giao thông gây tai nạn, khiến bà Phạm Thị San tử vong, bị tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù giam. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTVGo hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.